Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình này góp điện phơm cho tất cả anh em. Dạo gần đây mình ra những dự án điện phơm cho tất cả anh em cho nó chất lượng hơn, nhưng mà cũng chưa về nữa, tôi cần chưa về. Anh em cố gắng tham gia dự án này tất cả anh em. Khi tham gia dự án tất cả anh em nhận được một token IFK là giá hiện tại khoảng 15 đô, con này đã list trên Uniswap các bạn. Và chương trình này góp này nó sẽ 5.000 người tất cả các bạn, hiện tại được khoảng 3.000 mấy rồi đó, còn có 1.000 mấy người các bạn nên làm nhanh các bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả mình, các bạn join vào kênh seller kênh góp. À, các bạn chờ mình chút, các bạn đang lót dán các bạn, dưới quê mình mưa gió quá là làm video khó khăn quá. Rồi các bạn theo dõi nè, rồi các bạn theo dõi, rồi các bạn like đăng bài nha các bạn, rồi các bạn tự quyết lên các bạn, rồi các bạn bắt đắp lên nè. Cũng chẳng thể quên có sai nữa, các bạn nào muốn vào tìm hiểu thì tìm hiểu nữa tất cả các bạn. Theo dõi ủng hộ mình nha tất cả các bạn. Rồi theo word thứ hai thì các bạn cũng follow và retweet lên các bạn. Cái này là nó bắt mình chia sẻ dự án này rất là tôi biết lại các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn, mình nói sạc pin vào rồi. Rồi các bạn bấm đăng test nha bạn. Rồi đăng test đi cha. Rồi bấm đăng test gọi nha bạn. Sau khi các bạn đăng test rồi, các bạn xuống đây điền địa chỉ, điền gửi form nha bạn. Đầu tiên email nè. Các bạn điền địa chỉ email của mình. Đâu kêu mình đăng ký gì đâu ta. Rồi, phải. Rồi các bạn điền username tiếp tục, username Telegram mình, các bạn vào setting copy username Telegram của mình các bạn, bấm mở cộng vào trang shader của mình với username shader của mình các bạn. Mấy cái này thì quá dễ. Rồi link bot, rồi các bạn trở về send you link bot, rồi các bạn chơi gì trang shader của mình các bạn, các bạn nhấp vào đây nè. Chỉ đợi đứng được rồi. Rồi các bạn, cái link bot là cái link hồi nãy mình chia sẻ bài ngay góp nó nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào 1.3 vô gạch đây các bạn. Các bạn vào ngay. Rồi các bạn sao chép đến theo word nè các bạn. Chương trình ngay góp này cũng làm liền nha các bạn. Rồi các bạn trở về bên đây nè. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ C20 chút wallet, MySer wallet, MetaMask nha các bạn. Chạy nền tảng EC20. Các bạn mở địa chỉ với chút wallet mình ra.
mắt vào đây nè. Rồi các bạn, cái ghép đôi phơi là cộng nè. Anh 1133 rồi 31 gỡ như leo mình đã xong các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình cũng xin chào tạm biệt các tất cả các bạn. Hẹn gặp video clip tiếp theo từ mình nhé.